nghệ sĩ thuộc Universal, trong đó có những tên tuổi lớn như Taylor Swift, Adele hay Drake. Nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của UMG và TikTok xuất phát từ các chỉ trích rằng TikTok đã không chi trả xứng đáng cho việc dùng nhạc của các nghệ sĩ. Bên cạnh đó, nền tảng này cũng không đảm bảo quyền lợi cho các nghệ sĩ trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển lớn mạnh, khiến giọng hát của nhiều ca sĩ bị sử dụng cho mục đích riêng nhằm thu lợi bất chính. TikTok đã phản ứng mạnh trước quyết định cắt đứt quan hệ của UMG, đồng thời cáo buộc công ty âm nhạc này có những hành động tham lam và vụ lợi. Dù vậy, nhiều khả năng hai bên sẽ ngồi vào bàn đàm phán để đi đến thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai. TikTok có lượng người dùng đông đảo, là nơi giúp lan tỏa sản phẩm.